Morning bản thiếu 2018. Morning bản thiếu 2018. Bản thiếu nhưng mà máy 1.25 nha cô chú anh chị. 2018 một đời chủ mua mới. Chất xe đẹp lắm, máy móc nguyên zin. Xe chạy chưa tới 100.000, mấy chục ngàn. Biển số Đồng Nai. 60A49960. Xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó 3 lít mấy, 4 lít. Đường hỗn hợp thì 5 lít. Đường thường thì 3 lít mấy. Máy 1.25 nha, 4 vỏ khá là đẹp luôn. 4 vỏ còn mới trên 80. Đèn đốt còn sáng trưng. Mình phòng đẹp lắm, nội thất đẹp. Nội thất nguyên zin và rất là đẹp luôn nha cô chú chị. Đây, xe rất là đẹp luôn ha. Morning bản thiếu 2018, 4 máy 1.25. Xe này bên Tâm bán là 233 triệu nha cô chú chị nha. 233 triệu. Cô chú chị liên hệ trực tiếp bên Tâm để được sở hữu em nó nha. 233 triệu. Morning 2018, 4 máy 1.25. Đèn đuốc còn sáng lắm. Vỏ lốp còn mới, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm tháng 4 2023. Đèn đốt cực sáng luôn. Biển số 60, mặt ca lăng đồ đẹp lắm. Xe này là con xe đẹp nha quý vị, không có dịch vụ, không có taxi nha. Đó. Bản thiếu thì thường đa phần là người ta sẽ chạy dịch vụ, nhưng mà xe này không có sử dụng. Người ta mua gia đình, mua giá thành này cho nó rẻ. Nói chung là bản thiếu người ta mua gia đình nhiều chứ, nhưng mà đều mua giá này nó rẻ. Còn mua giá kia thì nó quá cao. 2018, xe chạy mấy chục ngàn à, còn mới lắm. Tâm bán 233 triệu nha. Cô chú chị liên hệ trực tiếp bên Tâm là sở hữu em này ha. Chạy cực ngon. Xe gì vậy, xe máy vậy, ô tô vậy, cứ xe riêng là chạy ngon. Xe này thì Tâm bảo đảm là xe nguyên riêng nha. Bộ ghế da khá là đẹp luôn ạ. Trần nỉ nguyên riêng. Ghế đẹp. Keo chỉ tắp bi, chắc xe thì đẹp lắm, cứng lắm. Chiếc xe tươi đẹp lắm. Mà Tâm bán cho nhà mình quý cô chú chị là 233 triệu ha. Mình nhìn đồ là mình cũng biết rồi ha. Xe rất là tươi và mới luôn. Cái này là cái miếng ở trên trước. Sao lại bỏ vô đây? Đầu người đầu vết nằm hết trong đây ha. Chú đó mua rồi, chú mua xe khác rồi, chú hỏi thôi à. 4.7. Xe này riêng lắm nha quý vị. Khá là riêng luôn. Đừng đẹp lư luôn ha.
rút nhanh cho nhà mình luôn nha, 233 triệu. Xe này mua về sử dụng gia đình là tuyệt vời. 18 mà nếu xe này bạn đủ thì nó rơi vô khung khoảng 27, 28, 27, 28, bạn thiếu thì nó 233, nó rẻ hơn khoảng được 450 nha con chú chị nha, đẹp lắm, mình nhìn xe làm biết rồi, ốc bán này. Mới ưng ý, nhìn xe rất là ưng ý. Vỏ lớp rồi còn gì cui à, chất xe đẹp lắm, qua lăng cũng số tâm bao đẹp luôn ha. Máy rin chưa bung, ốc tháng cửa này cũng chưa mở con nào hết. Sò. Nói chung là cái xe đẹp ưng ý, mọi cái hầu như là nó vừa vặn, nó vô khớp hết, và Tâm bán là 233 triệu ha. Cô chú anh chị cứ trực tiếp liên hệ với Tâm theo số điện thoại là 0974 835522 hoặc là 0917215512 là được sở hữu con Morning bản thiếu 2018, một đời chủ mua mới, 4 máy 1.25, chắc xe rất là cứng luôn, ưng ý luôn nha cô chú anh chị nha. Nhìn cái xe rất là ưng ý luôn, và Tâm chốt cho nhà mình là 233 triệu, biển số Đồng Nai, chính chủ công chứng nha. Cô chú anh chị liên hệ trực tiếp bên Tâm để được sở hữu em nó nha. Tâm chào bà con ạ.